ông Trần Quý Kiên tiếp tục làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký quyết định số 1417 QĐ-TTG ngày 14 tháng 11 năm 2022 bổ nhiệm lại ông Trần Quý Kiên giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ông Trần Quý Kiên sinh ngày 2 tháng 8 năm 1964 tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, trình độ đào tạo, bồi dưỡng, kỹ sư địa chất chuyên ngành thăm dò dầu khí, cử nhân luật kinh tế, thạc sĩ luật. Trong quá trình công tác, ông Kiên từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 10 năm 2008 đến tháng 9 năm 2013, Bộ trưởng Vụ Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 4 năm 2017. Từ tháng 4 năm 2017 đến tháng 11 năm 2017, ông Kiên giữ chức Bộ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ tháng 11 năm 2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Như vậy, đến thời điểm hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường có 5 thứ trưởng: bà Nguyễn Thị Phương Hoa, ông Võ Tuấn Nhân, ông Trần Quý Kiên vừa được bổ nhiệm, ông Lê Công Thành, ông Lê Minh Ngân. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.